Ok, thì đây là cái giao diện của phần mềm BK98. Thì cái giao diện này nó cũng khá là thân thuộc. Chúng ta cũng có thể đi tùy chỉnh được các chức năng của tất cả các nút ở trên đây. Đó, nó sẽ thay đổi được chức năng của tất cả các nút. Thì như macro hay là các phần mềm khác thì nó cũng tương tự như nhau thôi. Chúng ta đều có thể điều chỉnh được như vậy. Ở đây chúng ta sẽ có key sensitivity đấy, thì cái này là độ nhạy, thì kéo lên càng cao thì nó sẽ càng bị delay nha các bạn. Tốt nhất là cứ để số 1 thôi. Đó, và phần này là phần điều khiển đèn LED. Chúng ta vẫn sẽ có đèn LED nháy theo nhạc. Nó có rất là nhiều chế độ đèn LED. Thì cái này các bạn cũng có thể tự khám phá. Ở đây chúng ta có điều khiển tăng tốc độ chạy LED này. Đó, hoặc là tăng độ sáng, hoặc là hướng chạy LED, vân vân. Ngoài ra thì nó còn có một cái chức năng rất là đặc biệt nữa. Đó là cái chức năng mình thấy rất ít có bàn phím mà hỗ trợ. Đây là chức năng điều chỉnh cái thời lượng sleep của bàn phím. Chúng ta có thể điều chỉnh thời gian mà nếu mà không sử dụng thì nó sẽ tự động tắt á. Nó sẽ có cả điều chỉnh LED này, tự động tắt LED này, hoặc là thời gian tự động tắt ngắt Bluetooth hay là 2.4G. Đó, rất là ngon. Ít có bàn phím nào mình thấy nó có hỗ trợ nhưng lại rất là cần thiết nha. Ok, về phần macro thì nó cũng như tất cả các phần mềm khác thôi. Chúng ta tạo mới một cái file rồi sau đó chúng ta sẽ ấn vào nút Start để nó bắt đầu ghi lại các cái điều khiển ở trên bàn phím của mình. Sau đó chúng ta ấn Stop để nó lưu lại. Đó, khá là đơn giản thôi. Đây là cái phần quan trọng nhất, đó là phần sketchpad, tức là mình sẽ điều khiển cái hiển thị ở trên màn hình của bàn phím. Đó, chúng ta có thể vẽ vời như thế này. Tùy mình luôn. Mình có thể vẽ vời đủ thứ hết. Đó, rồi chúng ta có thể add nó vào trong cái bàn phím của chúng ta. Tức là chúng ta sẽ hiển thị nó. Đó, đây chúng ta có thể chọn màu này. Đấy, chúng ta vẽ nguệch ngoạc tầm bậy cũng được. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng một cái hình ảnh có sẵn ở trong bàn phím chúng ta úp lên cũng được. Đây, đó, chúng ta cũng có thể sử dụng một cái hình ảnh có sẵn ở trong PC. Sau đó thì chúng ta sẽ ấn vào là upload file. Rồi chúng ta có thể upload một cái hình mình đang vẽ đây cũng lên cũng được. Hoặc là chúng ta có thể upload một cái ảnh động, ảnh GIF á. Thì ảnh GIF này thì mình thấy rất là nhiều người sử dụng. Và khi các bạn lưu ý là mình muốn nếu mình muốn upload GIF thì phải chọn chế độ là dùng dây nhé thì mới có thể tải ảnh lên được hoặc là tải cả cái hình động lên được chứ còn dùng Bluetooth hoặc 2.4G thì nó sẽ không có tải lên được đâu. Và bây giờ mình sẽ thử upload một cái hình ảnh của mình lên cho bàn phím nha. Nó sẽ có một cái thời gian đã tải hình lên. Đó, sau khi tải hình lên thì chúng ta sẽ thấy được cái hình nó xuất hiện ở ngay trên chiếc bàn phím của chúng ta luôn. Đó, y chang như cái hình mình vẽ luôn nha. Đó, chúng ta có thể vẽ lại một cái hình mới sau đó nó upload lên. Đây ví dụ mình muốn vẽ một cái hình trái tim này. Đó, sau đó chúng ta rồi chúng ta chọn upload rồi chọn upload current frame. Đó là nó sẽ upload cái hình của mình lên. Thế thôi, rất là đơn giản. Đấy, nó sẽ hiện ở trên cái màn hình luôn. Bây giờ mình sẽ thử chọn một cái hình khác nha. Đó. Nếu mà ví dụ như mình chọn một cái hình GIF. Đây, mình sẽ select picture ở trong máy tính rồi sẽ có một cái hình GIF. Sau đó chúng ta chọn upload GIF ở trên phần upload file nha. Mình sẽ đợi một lúc để cho nó tải lên. Cái hình động càng nhiều thì cái thời gian tải của nó sẽ càng lâu. Các bạn nên chọn những cái nào mà cái thời gian tải cái hình động của nó ngắn thôi thì nó sẽ nhanh. Chứ còn không thì nó sẽ rất là lâu. Đấy, nó sẽ có hiện lên trên màn hình luôn. Hình rất là đẹp. Ngoài ra thì chúng ta có thể lên cái phần đó là phần share picture nhé. Trong cái phần share picture này thì sẽ có rất là nhiều các cái hình động của người sử dụng cái bàn phím này upload lên đây. Thì chúng ta phải đăng ký tài khoản ở trên cái phần góc này này. Đó, mình đăng ký thì đơn giản lắm. Chỉ cần có email vô là được. Tạo mật khẩu thế là xong. Đó, còn sau đó thì chúng ta có thể lên đây chúng ta tìm những cái hình GIF mà những cái người khác đã sử dụng cho bàn phím. Đó, người ta tải lên đây để chia sẻ cùng nhau sử dụng. Chúng ta sẽ ấn vào cái phần download. Thì nó sẽ tự động nó lưu về trong cái sketchpad của mình. Đó, chúng ta vào phần My Work. Đấy, thì nó sẽ có ở đây. Và để muốn sử dụng cái hình nào thì chúng ta sẽ nhấp vào cái
ấn mình nó luôn và nó sẽ hiện lên ngay lập tức ở chỗ sân sketchpad của mình. Và chúng ta ấn flat grip đó là nó cũng sẽ tải lên bàn phím. Sau khi tải xong thì đấy nó sẽ chạy lên bàn phím như thế này, nhìn rất là đẹp. Đó, thì tương tự chúng ta có thể tìm rất là nhiều hình ở trên phần chỗ save picture đấy, nó có rất là nhiều. Mình đã tải thử vài hình xuống đây rồi, mình up cho các bạn xem. Nó sẽ hơi lâu nhé, những cái tấm hình nào mà nó có quá nhiều frame thì nó sẽ rất là lâu, nó upload hơi bị lâu. Tuy nhiên thì sau khi upload rồi thì chúng ta sẽ thấy là nó lên cái hình rất là đẹp luôn. Và cái con này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta upload những cái tấm hình GIF mà có thể lên tới vài trăm frame. Nói chung là rất đỉnh. Nó ở trên này có rất là nhiều, các bạn có thể lên đây tìm hoặc là mình có thể tự tải ở trên những cái trang mà trang chuyên về hình GIF thì mình có thể tải về, ở trên nó cũng rất là nhiều nữa. Đấy, cơ về cơ bản thì hầu như những cái người sử dụng chiếc bàn phím này thì chỉ quan trọng đến cái phần màn hình chỉnh như thế nào thôi. Chứ còn những cái khác thì mình đã có review rồi. Ok, nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment nhé, để mình giải đáp nhé. Còn nếu mà các bạn muốn tham khảo sản phẩm này thì có đường link trong phần mô tả của video á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và share ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Bye bye.